Hello các anh em, chào mừng đến video của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một chai nước hoa mà mình nghĩ rằng nếu như có một cái bảng xếp hạng những chai nước hoa có nhiều mùi hương clone nhất thì chắc chắn rằng Creed Aventus sẽ đứng ở vị trí đầu tiên đó. Với hiện tại khoảng hơn 20 mùi hương được đánh giá là clone của sản phẩm nhà Creed thì mình nghĩ rằng các anh em sẽ có rất là nhiều những cái sự lựa chọn ở một cái phân khúc giá rẻ hơn và có mùi hương tương đồng với sản phẩm đình đám, có thể gọi là một dạng flagship của nhà Creed. Nhưng đấy là một cái câu chuyện khác. Còn trong cái câu chuyện của video lần này thì câu hỏi được đặt ra ở đây là nếu như chúng ta thích cái style mùi của Creed và chúng ta muốn tìm một cái mùi hương nó khác, nó vẫn có cái sự manly, nó có một cái gì đấy nó sang chảnh của một quý ông và chúng ta không muốn bị đụng mùi quá nhiều như mùi hương của Creed, thì những cái chai nước hoa nào có thể khả dĩ đáp ứng được những cái yếu tố như vậy? Thì đấy là cái câu chuyện trong video của ngày hôm nay. Mình sẽ gợi ý cho anh em 7 chai nước hoa mà mình nghĩ rằng các anh em hoàn toàn có thể tham khảo để có thể sử dụng thay thế được mùi hương của Creed Aventus với những tiêu chí có thể gần như có thể là cố gắng đạt được mọi cái tiêu chí giống như Creed, càng nhiều thì càng tốt. Thì đấy là cái nội dung của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình không chần chờ gì nữa, ok, let's go. Chai nước hoa đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đến với các anh em đó là một sản phẩm của nhà Yves Saint Laurent và nó có tên là Lôme. Với một cái tông mùi của gừng cộng thêm một chút cay nồng của bạch đậu khấu, nó tạo nên một cái style mùi hương rất là thích hợp sử dụng trong những cái môi trường không gian hẹp, đặc biệt là sử dụng trong đi làm. Nếu như các anh em nào ví dụ đang mặc và giống như một cái áo sơ mi trắng giống như mình đang mặc và chúng ta sơ vin, quần âu, đi giày bóng lộn lên và cái mùi hương nào nó có thể là rất là nam tính, rất là lịch sự giống như cái style của Creed Aventus thì Yves Saint Laurent Lôme là một trong những mùi hương như thế. Mặc dù vậy thì có một điều khá đáng tiếc là cái hiệu năng mùi của chai nước hoa này thì cũng không phải là quá là tốt. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 5 đến 6 giờ đồng hồ tùy theo cơ địa, nhưng mình nghĩ rằng đấy là một cái maximum của nó khoảng từ 5 đến 6 giờ đồng hồ, thì đấy cũng một là cái điều cũng khá đáng tiếc. Do vậy nếu như chúng ta có ý định sử dụng chai nước hoa này thì mình nghĩ là nên theo một cái ống chiết để có thể xịt dặm. Còn lại về mùi hương thì đây luôn luôn đánh giá là một trong những dạng như kiểu là best choice sử dụng trong office đi làm. Thì anh em nào mà đi làm và chúng ta thích xịt Creed Aventus hoặc là thích cái tông, cái style của Creed, nhưng mà cái vấn đề này nó không cho phép chúng ta có thể sử dụng một cách thường xuyên sản phẩm của nhà Creed, thì Yves Saint Laurent Lôme là một cái mùi hương mà mình muốn gợi ý cho anh em. Chai nước hoa đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Paco Rabanne mà nó có tên là Black Excess. Về cái nốt mùi của chai nước hoa này không có sử dụng nốt dứa. Thế nhưng khi mà chúng ta xịt chai nước hoa này thì chúng ta sẽ thấy một cái tông mùi dứa ngọt chín ở cái opening của nó rất là sexy. Sau khi đó thì cái dry down với sự kết hợp của hoắc hương của caramel nó tạo nên một cái tông mùi sticky, nó hơi dính lên trên da và rất là sexy và trẻ trung. Nếu mà để nói về độ sexy thì chai nước hoa này còn có phần hơn so với sản phẩm của nhà Creed. Do vậy nếu như chúng ta ưa thích cái hương vị dứa, cái vị gọi là đặc trưng, cái mùi hương dứa đặc trưng của nhà Creed Aventus và chúng ta thích có một cái gì đấy nó sexy, nó có thể là hơi phá cách hơn, thì Paco Rabanne Black Excess là một trong những cái mùi hương như thế. Rất là thú vị, đặc biệt là ở cái open note của chai nước hoa này. Rất là yummy kiểu dạng như thế. Đó, chai nước hoa thứ hai. Chai nước hoa thứ ba đó là sản phẩm của nhà Acqua di Parma và nó có tên Leather. Khác với những cái sản phẩm giao thuộc của nhà Tom Ford luôn luôn có một cái gì đấy nó rất là bùng cháy, nó có một cái gì đấy rất là dạng kiểu quý tộc ấy. Một dạng kiểu level khác hoàn toàn, kiểu nó dạng như kiểu so với những người là thường dân áo vải thì đấy là một cái phần nó không thuộc về phần số lượng người như thế. Thì đấy là cái cảm giác của mình khi mà mình ngửi ví dụ như Tuscan Leather chẳng hạn. Thế nhưng ở Acqua di Parma Leather thì mình lại thấy khoái hơn bởi vì nó là sự kết hợp giữa citrus và da thuộc, nó tạo nên một cái phong cách rất đặc trưng của Địa Trung Hải. Những người đàn ông của Địa Trung Hải luôn luôn có một cái gì đấy nó nhẹ nhàng và nói chung là nam tính nhẹ nhàng và vẫn rất là manly, không cần phải quá là cầu kỳ, không cần phải quá là ào ào mùi hương giống như đặc trưng của nhà Tom Ford. Thì nếu như chúng ta
thích một cái phong cách, một dạng kiểu classic. Mùi hương vẫn là rất là nam tính nhưng nó vừa đủ. Chúng ta không cần phải quá là ồn ào, chúng ta không cần phải quá là phô trương một cách mạnh mẽ. Thì cái style mùi hương nó cũng là một dạng kiểu, một trong những cái yếu tố của Creed Aventus thì Acqua di Parma Leather mình muốn gợi ý cho anh em một mùi hương da thuộc rất là thú vị. Đó, ở chai nước hoa thứ 3. Chai nước hoa thứ 4 đó là sản phẩm của nhà Guerlain và nó có tên Lone Idea EDT, một sự kết hợp của hạnh nhân rất là ngậy, rất là độc đáo, không bị đụng mùi với 90% hoặc là thậm chí là hơn những sản phẩm đang có mặt trên thị trường. Và tất nhiên rồi, nó vẫn là rất là lịch sự, nó vẫn rất là nam tính, nó vẫn rất là sang trọng, chứ không phải là một cái gì đấy nó phổ thông quá. Thì cộng thêm chắc chắn rồi, nếu mà so với sản phẩm của nhà Creed thì cái mức giá bỏ ra để sở hữu Guerlain Lone Idea EDT nó sẽ mềm hơn rất là nhiều. Thì đấy cũng là một cái gợi ý của mình dành cho các anh em nào mà chúng ta thích sang trọng, độc đáo, ít đụng hàng, thậm chí là nó sẽ còn nhỉnh hơn Creed nếu về cái khoản ít bị đụng hàng. Thì sản phẩm của nhà Guerlain anh em tham khảo EDT. Chai nước hoa thứ 5 đó là một sản phẩm của nhà Cartier và nó có tên là Lenvo, một sự kết hợp giữa gỗ và mật ong rất là thú vị. Khác với một số chai nước hoa mật ong mình đã từng được ngửi thì nó thường có một cái xu hướng mix cùng với vani tạo nên một cái tông mùi nó ngọt ngọt một chút đó. Thế nhưng ở với Lenvo này thì nó là một cái câu chuyện rất là khác, bởi vì nó có kết hợp với gỗ và cái mật ong của nó vừa đủ tạo nên một cái tông mùi cũng rất là sang trọng, rất là nam tính và một cái gì đấy nó cũng rất là hơi hơn một chút classic, không phải là quá già nhưng hơi một chút classic. Thì anh em nào nếu như mà chúng ta muốn tham khảo một cái sự lựa chọn thay thế cho Creed Aventus, Lenvo Cartier cũng là một trong những cái sự không phải là quá tệ đó. Và chai nước hoa cuối cùng, đây mình cũng mới có, là mình chỉ có 6 chai thôi, không phải là 7 chai. Chai nước hoa cuối cùng ở đây đó, mình không có chai nước hoa đấy, thì đó là sản phẩm của nhà Dior và nó có tên Dior Sauvage Elixir, với sự kết hợp của quải hương, của tông cay nồng của bạch đậu khấu. Nó là một cái cú thay đổi rất là lớn của nhà Dior, bởi vì Elixir khác hoàn toàn với Dior Sauvage, một sản phẩm khác rất là thành công của nhà Dior. Và Elixir nó vẫn là một cái gì đấy, nó vẫn rất là sexy, nó vẫn rất là hiệu năng mùi, rất là tốt, xứng đáng rất. Mình cho rằng đây là một sản phẩm thành công của nhà Dior. Và nếu như chúng ta muốn tìm một cái option thay thế hoặc là khả dĩ có thể gọi là đáp ứng được những cái yêu cầu giống như mà chúng ta vẫn thường sử dụng sản phẩm của nhà Creed, thì Dior Sauvage Elixir là một trong những mùi hương như thế đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em 6 sự lựa chọn mà chúng ta có thể tham khảo để thay thế cho sản phẩm flagship Creed Aventus. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.